đón Tết lớn lên đời TV Samsung mới. Samsung hân hạnh đồng hành cùng Highline Hoài Anh trên các cộng Sport. Xin chào các bạn, đây là sân vận động Emirates và đây là lúc mà Arsenal cần phải lập tức quay trở lại với phong độ tốt nhất của họ sau chuỗi những trận đấu đáng thất vọng gần đây. Rosa có một vị trí đá chính bên cạnh Gabriel Jesus và Bukayo Saka. Điều đó đồng nghĩa Crystal Palace gồm những cầu thủ rất giàu tốc độ, đó là Jeffrey Sloop, Mateta và Eze. Điểm đang có 3 đội bóng là Luton Town, Burnley và Sheffield. Đánh đầu! Lên bóng cho Arsenal. Odegaard. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel của Crystal Palace. Đây sẽ là một cách phối hợp thường thấy của Arsenal khi mà Kai Havertz chủ động kiểm soát quả bóng dâng cao. Martin Odegaard là người tạo ra điểm kết nối và Gabriel Jesus sẽ là người xuất hiện ở những tình huống cuối cùng. Và di chuyển cắt vào sẽ là Gabriel. Đánh đầu! Không cho Arsenal mùa giải năm nay. Một tình huống di chuyển của Gabriel và anh đã hoàn toàn loại bỏ được Richard, khiến cho hậu vệ này mất phương hướng và cuối cùng có một pha dậm nhảy. Pha không chiến cực kỳ dũng mãnh của Gabriel và đó là Bukayo Saka. Saka đánh đầu rất nguy hiểm. Đó là tình huống chạm bóng bị động của Jefferson Lerma. Thiếu chút nữa đó đã là một. Những tình huống phạt góc trước đó Arsenal đều tạo ra sóng gió và một lần có được bàn thắng. Đánh đầu! Những cầu thủ di chuyển với các hướng khác nhau. Hàng phòng ngự của Crystal Palace. Saliba. Saliba có cả sự mạnh mẽ lẫn sự mềm mại. Vừa rồi là sai lầm của David Raya. Đường chuyền hướng quả bóng thẳng vào chân của Jefferson Lerma. Một hình ảnh mà các cổ động viên của Arsenal có lẽ là cũng không còn quá xa lạ từ David. Thêm một lần nữa thì Arsenal lại cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống cố định. Những tình huống bóng chết đang giúp cho Arsenal có được sự sống hay không cho Arsenal. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Lại là sự hiện diện của Gabriel. Và lại là việc mà Richard không thể theo kèm với Gabriel. Các cầu thủ Palace khiếu nại cho rằng thủ thành Henderson của họ đã bị ngăn chặn bởi Ben White. Cơ hội dứt điểm. Không được rồi. Sóng gió liên tục xuất hiện với khung thành của Crystal Palace. Cứ sau những tình huống mà Arsenal được hưởng đá phạt. Không có gì nguy hiểm cả. Trossa, không vào. Một đường chuyền có ý tưởng táo bạo và rất hay của Gabriel Jesus. Trossa đủ tốc độ để băng lên khống chế. Nhưng cú dứt điểm sau đó lại là một tư thế khó với cầu thủ người Bỉ. Saka. Rice dứt điểm. Tất cả sẽ phụ thuộc vào Eze. Eze. Sự đột biến của Eze khiến nhiều người liên tưởng lại những bước chạy năm xưa của Wilfried Zaha tại Crystal Palace. Kai Havertz. Gabriel Jesus. Trossa đang băng lên. Trossa.
Đây là một pha lên bóng mẫu mực của Arsenal từ vị trí David Raya cho đến cách di chuyển và chuyền bóng của Carvers cũng như Gabriel Jesus. Zinchenko, Odegaard, Jesus, Gabriel đẩy bóng ra, chưa thể dứt điểm, đây mới là cú dứt điểm. Bóng đá đổi hướng, một cầu thủ Arsenal đã ngã xuống. Đây chính là tình huống mà cầu thủ Arsenal cho rằng Nathan Clay đã kéo ngã Gabriel Jesus. Nhìn chung thì chất lượng những quả tạt của Palace là rất không ổn. Raya vừa phát động một pha tấn công, Gabriel Jesus, Rosa, ngoặt lại Rosa. Không khác được nữa rồi. Kiểm soát được từ vị trí của David Raya. Đây là một điển hình như vậy. Cú ném bóng dài rất chính xác của David Raya. Phản động giống như một tiền vệ. Và tất nhiên là không có lỗi việt vị của Rosa. Cú ngoặt lại đã làm trôi hoàn toàn hàng phòng ngự của Crystal Palace. Pha dứt điểm của Trossard có thể nói là đã khiến cho Dean Henderson tối tăm mặt mũi, không thể làm gì được ở cự ly như vừa rồi, với lực sút như vừa rồi. Dứt điểm khá nguy hiểm. Palace đột phá, dứt điểm bóng sống và đá phạt hàng rào. Saka, Martinelli. Crystal Palace sẽ cần những làn sóng mới. Đánh đầu, không có gì. Và dâng cao tấn công của trung vệ Richard. Người lúc của Eze, Nketiah, Martinelli dứt điểm. Arsenal ra về, họ lùi thủi ra về khi phải chứng kiến đội bóng gò nhận bàn thua thứ tư từ một tình huống xoay người mất bóng rất thiếu trách nhiệm của Eze. Và hàng phòng ngự của Crystal Palace thì những bước chạy đã rất mỏi mệt rồi, không ai còn theo kèm được Martinelli nữa, mà nói đúng hơn là tâm trí của họ vào lúc này, đầu óc của họ vào lúc này đã hoàn toàn bị đánh gục về mặt tinh thần bởi cầu thủ Arsenal rồi. Đá chính ngày hôm nay dự bị cũng đã lập công. Martinelli có cú đúp hay không? Martinelli là đối mặt. Martinelli! Cứ như thể những bàn thắng được copy paste từ cầu thủ Arsenal. Đây có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho huấn luyện viên Roy Hodgson tại Crystal Palace. Đường chuyền quá hay của Jorginho. Và Martinelli đang biến những phút cuối của trận đấu này trở thành một buổi đá tập của anh trước một Dean Henderson rất tội nghiệp. Đó cũng là điểm kết cho trận đấu này. Một trận đấu mà Arsenal đã giành thắng lợi với tỷ số là 5-0 trước Crystal Palace. Đón Tết lớn, lên đời TV Samsung mới. Samsung hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên các cổng Sport.